Ok, hello anh em. Tôi là một người bình thường thôi. Tôi chỉ là có sở thích với làm video. Nên tôi thường muốn làm thử video trên YouTube xem sao anh em ạ. Cái kênh của tôi thì đang kênh của tôi thì sẽ làm về game nên là mong anh em ủng hộ. Ok, thì hôm nay thì tôi sẽ chơi Minecraft anh em ạ. Tựa game rất là đẹp anh em ạ, một tựa game cực kỳ đẹp, một tựa game cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Ok, đây là một tựa game xây nhà anh em ạ, đây là một tựa game xây nhà anh em ạ, vậy nên là chắc chắn rồi. Chúng ta cùng chặt cây xây nhà thôi anh em. Game này thì nó hơi vỗ đời một chút anh ạ. Và chúng ta phải dùng tay không để chúng ta chặt cây luôn. Cũng giận chơi phết. Khá giận chơi anh em ạ. Ok. Game khá là đẹp anh em ạ. Đây thật sự là một game rất là đẹp khi mà cái thế giới bên ngoài nó quá là nhộn nhịp anh ạ. Thế giới game thật sự rất là tuyệt vời. Yên tĩnh. Rất là peaceful này. Đây là hai loại gỗ khác nhau anh em. Một loại gỗ là màu nâu, đây là, anh em nhìn thấy này, một loại gỗ màu nâu, một loại gỗ là màu trắng. Rất là đẹp. Chúng ta cũng chặt thêm một tí gỗ nha anh em để làm nhà. Ok. Tôi cũng đã có tìm hiểu qua về cái game này rồi anh em ạ. Game này là một game với cái gọi là mục đích là xây nhà và đi phiêu lưu, là một game mà kiểu là nó không giới hạn này, nó khá là mở nên là phải đi rất là nhiều nơi, nó có rất là nhiều vùng đất. Ôi cái kia, đây là cái gì ở trong hay thế này, sao trông như là một cái cánh cổng gì hay thế này. Xa xa kia là gì kia, nhà hả? Tôi đâu có chơi online đâu anh em, tôi đâu có chơi online đâu anh em, vì sao mà sai kia. Ok, wow, được đấy, mấy khối này đẹp thế này. Ok, hóa ra mình đứng lên đây là mình bắt máu anh em ạ. Tôi cũng không biết là cái gì nhưng mà ui, ok đúng rồi. Ok rồi. Cái này là cái cuốc đúng không anh em? Cuốc. Đây là cái cuốc đây anh em ơi. Táo vàng luôn. Cái này là cái gì đây? Flint steel. Táo vàng. Ok. Ok. Trò này thì chúng ta có thể đập được động vật đấy các nhá, tất nhiên rồi. Chúng ta phải đập động vật để ta có đồ ăn chứ. Từ từ nào vịt. Ok. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thịt gà sống, raw chicken các bạn. Ok. Bạn gà, bạn cừu. Sang xin tí thịt cừu em nhé. Ok. Đấy. Thịt cừu chín anh em ạ. À đâu đâu, thịt cừu sống chứ, raw mà, đúng rồi. Và đây là lông cừu trắng à. Ok. Mình đập bò
thì có ra da không anh em? Theo như tôi nhớ, nếu mà theo như tôi nhớ thì ngoài đời mà mình xử bò thì mình cũng cần da bò mà đúng không? Ui ui, chết đi nào, chết đi nào, chết đi nào. Ok, chết đi nào. Sao mà mấy con trong này nó trâu vậy anh em? Chúng ta chỉ có thịt bò thôi, chúng ta không có da bò anh em ạ. Thì nói vậy thì game này có vẻ là mình không làm da bò rồi. Game cũng thật lắm nhỉ. Đập bò phải ra da chứ. Chúng ta sẽ cùng. Ui, cái gì cháy kìa? Cái gì cháy kìa? Mình ấn vào là mình dập được cái đám cháy anh em ạ. Hình như là mình có mang được cái rương này về đấy anh em. Có mang được cái rương này về đấy. Mình đào cái rương này ra thì mình mang nó về đấy. Đâu rồi? À đây 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 đây. Đấy. Đấy. Hồi xưa hồi mà tầm 4-5 năm trước đây là tôi có từng chơi Minecraft rồi. Mà lúc ấy là tôi chơi trên điện thoại. Tôi từng chơi điện thoại tôi cũng khá là lâu rồi tôi không có chơi lại. Nên bây giờ thì khi mà tôi có máy tính rồi, tôi bắt đầu thử tải cho máy tính chơi thử. Khá là hay. Theo như tôi vẫn nhớ thì tôi không biết là bây giờ thì hình như ở đây là làng anh em ạ, hình như ở đây là làng, bởi vì là cái trò Minecraft này tôi khi ở trong cái gua của chúng ta là nó sẽ có một vài cái làng. Đây là cái làng khá là đẹp, đây là làng nhé anh em. Anh dân đây, đây là chủ dân khác nhỉ, chủ dân đẹp thật á, bây giờ nó có cả bộ đồ đấy kìa. Ok, làm đẹp. Ok, đúng rồi. Tạo xây nhà anh em ạ. Chúng nó xây nhà ở gần làng nhé anh em. Xây nhà gần làng, thỉnh thoảng có chuyện gì mình còn đến nhờ mấy anh dân làng. Đây đấy, chúng ta sẽ tạo ra được mấy cái ván gỗ anh em ạ, mấy cái ván gỗ đấy, gỗ plank. Ok. Đây chúng ta xây nhà. Tôi xây nhà gần làng cho nó an toàn nhé. Ok. Ok. Thế chúng ta có nhà đấy anh em, thế chúng ta có nhà đấy anh em. Có nhà rồi. Có nhà rồi, có nhà rồi. Có nhà rồi, có nhà rồi anh em ơi. Có nhà rồi anh em ơi. Nhà rồi. Ôi, nó vừa đủ hết gỗ luôn này anh em. Ok. Khá là gọi là vừa khít đấy. Ta phải đào qua cái lỗ để chúng ta có đi được ở nhà. Ok, buổi tối thế, tối thế, tối thế. Ủa, hồi trước tôi chơi Minecraft tôi không có biết cái cách để mà nó làm được cái đuốc này, tôi không biết cái cách nó làm được cái đuốc này. Chắc là tôi phải trộm một cái đuốc. Cho em xin cái nhé. Ok. Ok. Đấy, nhà của tôi đây anh em, nhà của tôi đây anh em, nhà của tôi đây anh em. Đấy. Đấy, đẹp không anh em, đẹp không, đẹp không?
Có một cái nữa đó là chúng ta có thể dùng giường để chúng ta đi ngủ được anh em, chúng ta dùng giường để chúng ta đi ngủ được. Ngoài golem, người golem. Golem to đấy. Chúng ta dùng giường chúng ta đi ngủ được anh em ạ. Có rơm này, rơm này. Em click chuột hai phát là anh em lấy được thì là anh em gộp hết cái đồ kiểu là nó cùng một loại nó vào với nhau. Ôi, ôi, ôi. Chết rồi, ngủ mất rồi. Thôi, tôi đi tìm cái giường khác, tôi đi qua cái nhà khác để tôi tìm cái giường. Thật ra thì buổi đêm ở trong này nó rất là yên bình anh em ạ, thật sự là trong này theo tôi nhớ hồi trước và tôi chơi là nó không có quái. Hồi trước là tôi chơi cái creative nó không có quái nhưng mà hình như game này cũng làm gì có quái đúng không? Nhưng mà được cái là mình ngủ thì sáng mình dậy là mình sẽ sáng sáng sủa hơn. Sweet dreams. Ok. Rồi, cái nhà của tôi đâu, cái nhà của tôi đâu. Được cái là hồi trước tôi có chơi qua trò liên minh anh em ạ, thế nên là kiểu là tay để và nút space ấy, thì con cái để nút space rồi là ấn ấn cái thì biết ngay là cái nút space sẽ nút nhảy. À, cũng khá là tiện. Raw chicken ăn 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 có người đói này. Thì ở trong trò này ấy, thì anh em cần phải có một cái mà nó rất là quan trọng anh em, đó là cái craft craft table. Là cái craft table thì nó giúp anh em chế tạo được rất là nhiều đồ, nó giúp anh em chế tạo được rất là nhiều đồ anh em. Thì bây giờ chúng ta cũng phải đi craft table, hình như là làm gỗ. Nhưng bây giờ chúng ta phải cần chặt gỗ anh em ạ. Nói chung theo tôi nhớ thì ở trò này là chúng ta rất hay dùng gỗ, bởi vì tôi từng xem qua các streamer cũng thì họ cũng từng có nói là gỗ rất là quan trọng trong cái trò này. Đấy, chặt 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 ok khỏe nhờ, dùng tay mà nó đấm được gỗ đây nghe cầm. Quá căng quá căng. Cao quá. Bây giờ, à đây đây đúng rồi, mình vô cùng mình lắp lên. À, ok. Quá thông minh, quá thông minh. Ok. Đấy. Ok. Chơi thôi anh em. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ làm cái bàn craft cho anh em về nhà chúng ta cùng chế đồ. Tại này thì là theo như tôi được biết thì là Minecraft trên máy tính là nó sẽ không có hỗ trợ cho chúng ta kiểu là ấy đâu, chế đồ ấy thì chúng ta phải tự nhớ cái công thức. Thì hình như là mình ấn vào đây thì nó sẽ chỉ cho chúng ta cái cách chế đồ của sao. À đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đây này. Bốn gỗ đúng rồi, rồi bốn gỗ là được anh em, bốn gỗ là được, rồi bốn gỗ là ra được cái craft table. Đây cái này. Đấy. Craft table. Đấy. Chúng ta cùng làm một cái cửa nha anh em, phải làm cửa để chúng ta đi vào anh em ạ. Mà mấy cái này đây nữa, cái gậy tôi vẫn nhớ cái gậy chứ còn mấy cái này tôi mấy cái này thì hồi trước thì tôi không biết là cái gì luôn. Gậy đúng rồi, anh biết chúng ta làm gậy làm gì không? Làm gậy để chúng ta làm được mấy cái như kiểu là này, nó có cả mấy cái công thức để làm mấy cái gì ở trong game, chơi cũng xịn xò phết, game cũng có nhiều cái hay phết nhỉ, nhiều công thức, có vẻ game đã update nhiều lắm anh em ạ. Chúng ta làm gậy để chúng ta làm cái này này anh
Ấy, cái rìu anh em ạ. Chắc sẽ làm được cái rìu, chắc sẽ làm được cái rìu. Cái rìu chặt cây đấy anh em. Kiếm đó, đấy. Đấy. Nhà bây giờ anh em biết chúng ta cần có cái gì không? Chúng ta rất là cần có cái bông anh em ạ. Chúng ta rất là cần có cái lông cừu này đấy. Lông cừu này để chúng ta phải làm một giường. Rất là cần luôn. Để tôi qua tôi chặt cái vàng cừu. À, bạn cừu, bạn cừu. Chào bạn. Bạn cừu, bạn cừu. Một chém, hai chém. Ấy chà, ôi khỏe vậy. Hai chém chết luôn cừu. Tôi có hai cái rồi. Theo tôi nhớ thì là mình cần có ba cái lông thì mình sẽ làm được cái giường. Tôi cố gắng làm được cái giường nữa. Xong cái ấy rồi. Xong cái nhà rồi anh em. Xong cái nhà rồi anh em. Một, hai, ái chà khỏe. Một, hai. Cho tôi xin tí thịt nha các bạn cứu. Một, hai. Đấy. Một, hai. Ok. Cực khỏe luôn anh em ạ. Ngựa này, ôi. Cái sườn gì cũng ngựa anh em. Sườn gì cũng ngựa anh em. Không biết sau này có thể ngồi trên con ngựa không? Tôi rất là muốn được cưỡi ngựa anh em ạ. Cưỡi ngựa luôn. Xin tí thịt nhé cừu. Xin tí thịt về phải có đồ ăn anh em ạ. Cái này mà không có đồ ăn là chết. Anh em có thể nhìn thấy đây này. Cái thanh này là thanh máu này. Và đây là thanh thức ăn này. Đấy. Một, hai, rồi. Lợn, một, hai. Lợn trâu thế. Trâu nhỉ. Ok, nó mới mở thêm cho tôi mấy cái công thức làm gì cơ. Đây có gì? Đây là cá heo đúng không anh em? Đã đây thì cả có cá heo rồi hả? Tôi nhớ là hồi xưa là dưới biển nó không có cái gì luôn anh em ạ. Ui. Có cả tiếng cá heo luôn kìa. Trời. Ok. Trời. Update thêm nhiều cái hay thế. Ok. Chúng ta cũng về thôi anh em. Ui. 10 cái bông luôn rồi. 10 lông cừu. Tôi về tôi làm cho anh em xem cái giường nhá. Đâu? Nó có cái công thức làm giường như này không? À đây 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 đấy. Đấy đấy đấy. Đấy. Đừng 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 cái okay. Giờ à tiếp đến chúng ta cần cái cửa anh em ạ, ta cần cái cửa, cần cái cửa tôi à đấy, đấy đây đây ví dụ cái cửa này chỗ thoáng, ví dụ cái cửa chỗ thoáng. Ok. Cái rương này là để đựng đồ đấy anh em, đặt đặt cái rương này. Đựng đồ. Thật sự con giờ cái tôi chẳng biết làm gì, tôi cứ vứt vào đây đi anh em, biết đâu sau này cần nhỉ. Cái lông chim theo tôi nhớ là mình làm được cái mũi tên anh em ạ. Cactus là ấy này. Da này là da bò đúng không anh em? Thế hóa ra nãy mình đập bò thì nó có ra giả. Nhưng mà tôi không biết anh em ạ. Đấy, có ra ra rồi. Lúa này. Lông này. Cắt này. Hình như là lúa là mình sẽ làm cơm đúng không anh em? Lúa mình làm cơm chứ. Lúa mình làm cơm chứ ta. Sao không có cơm? Đồ ăn này. Ồ, có bánh mì. Ồ, lúa là bánh mì à? Làm từ bột mì đấy à? Tôi làm vài cái. Chắc tôi có đồ ăn thế. Đấy ạ.
À, anh còn tôi giàu không? Anh còn tôi giàu không? Đấy, thật tôi giàu không? Kiếm 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 đấy, ôi rồi xịn 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 nhất luôn rồi, xịn nhất luôn rồi. Ok. Ok. Đấy. Cái cuốc à? Sự thì tôi không biết cái cuốc cả làm cái gì. Thôi rồi, để tôi hôm nay đến đây thôi anh em, chúng ta cũng đã xây được cái nhà rồi. Sau buổi sau thì chúng ta sẽ thử tìm, sau buổi sau chúng ta tiếp tục cuộc khám phá game này anh em nhé. Thử tìm xem có cái gì vui vui trong cái thế giới này không anh em nhé. Chào anh em nhé, chào anh em.